Thầy giáo kinh ngạc khi phát hiện ra học sinh của mình nộp bài văn đã khai ra cha dượng của mình là tên biến thái giết người liên hoàn. Bản thân ông ta đã giết chết 10 người phụ nữ nhưng vẫn tự do ngoài vòng pháp luật. Những người nhà trong suốt mấy năm này đều che giấu cho ông ấy, thậm chí còn dự đoán rằng ngày mai cha dượng có khả năng lại gây án tiếp. Thầy giáo nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của học sinh, vì thế ông ấy cũng không để ý nhiều. Ngày khác ông ấy lại nhìn thấy một tin tức, một người phụ nữ trong lúc đang đi đường thì bị búa đập phải, đôi bông tai giá trị trên tai cũng bị cướp lấy. Cách thức gây án giống hệt như trong bài văn đó. Thầy giáo lúc này biết được mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì thế ông ấy cầm bài văn đó đến báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát đọc đúng có hai dòng sau đó đưa trả cho ông ấy, nói rằng đầu óc bọn trẻ con này rất giàu tính tưởng tượng, còn hoang đường hơn khi tự nguyện nộp bài nhưng lại không để tên, cho nên khó có thể tin được, trừ phi ông ấy phải tìm ra người viết văn, hoặc là chúng ta có thể tìm đến cậu nhóc đó nói chuyện. Xem ra cảnh sát cũng không giải quyết được vấn đề này. Thế là thầy giáo quyết định tự mình ra ngoài điều tra. Ngày hôm sau ông ấy công bố trước rất nhiều người bài văn được giải nhất. Còn hỏi là ai viết, tất cả học sinh bên dưới đều sôi nổi, nhưng cuối cùng không có ai giơ tay nhận về mình. Nhìn thấy vậy thầy giáo nói rằng người viết bài có thể đến gặp riêng ông ấy, bởi vì học sinh này tiết lộ rằng người nhà mình đang giúp tên sát thủ che giấu hành vi hung ác, khiến cho cậu ta cảm thấy trong lương tâm có sự dằn vặt. Ngay lúc tan học, một học sinh nữa là Amanda đi qua chỗ thầy giáo, đột nhiên dùng ánh mắt khác lạ nhìn ông ấy. Thầy giáo nghĩ rằng đó là do con bé viết, vì thế ngay lập tức tìm ra địa chỉ nhà của cô bé, chuẩn bị đi đến hỏi thăm. Nhưng lần này ông ấy bị Amanda phát hiện ra, hỏi cô ấy đến đây làm gì. Ông ấy không biết phải nói thế nào, đành bảo rằng mình đang tìm chỗ sửa xe, tôi bị lạc đường. Ngay lúc Amanda định nói gì đó thì người cha xuất hiện kêu cô ấy vào trong. Thế là hai người hẹn gặp nhau tại một chỗ cách đó không xa. Thầy giáo cho rằng con bé sẽ nói ra nguyên nhân người cha gây ra tội ác, nhưng không ngờ rằng Amanda chỉ muốn tỏ tình với ông ấy, và không phải là học sinh mà ông ấy đang tìm kiếm. Sau một hồi, thầy giáo nói cho con bé về bài văn công khai tội ác. Amanda rất sốc, nhưng cô bé nói sẽ cố gắng tìm kiếm chủ nhân của bài viết. Mà sau khi quay về nhà, thầy giáo cũng tìm ra một bài báo liên quan đến tội phạm giết người với cái búa vào nhiều năm trước. Cách thức gây án hoàn toàn giống với cách gây án gần đây. Ông ấy đột nhiên có một dự đoán, chính là người tự sát lần đó chỉ là không may mắn. Cái tên tội phạm mà bạn học sinh kia viết ra mới là hung thủ thật sự. Trên trang web báo Honey, ông ấy đã tìm ra địa chỉ hung thủ tự sát, lấy tư cách phóng viên để hỏi thăm quá phụ Luga. Nghe nói ông ấy đến đây điều tra về người chồng quá cố thì cô ấy rất sợ hãi, kêu ông ấy mau rời đi. Thế là thầy giáo chỉ đành để lại phương thức liên lạc. Mà sau khi Luga về nhà thì nói cho mẹ chồng chuyện này. Mẹ chồng đoán là có người đến tìm cô ấy. Xem ra gần đây lại có người bị giết. Nhưng từ nhiều năm trước cô ấy và Luga đều cho rằng con trai mình không may mà qua đời. Xem ra để không bị làm phiền, bọn họ bắt buộc phải chuyển nhà. Mà ngay khi thầy giáo rời đi, ông ấy nhận được điện thoại từ Amanda, nói là sẽ giúp ông ấy tìm ra người viết bài văn đó. Sau đó hai người gặp nhau, Amanda nói rằng có thể là do học sinh Tony viết, bởi vì bài viết có đề cập đến một cái nhà kho, còn khá am hiểu về một gia đình có truyền thống đi săn. Khi có đủ yếu tố giống nhau, thầy giáo nhanh chóng đi điều tra tình hình, nhưng không hề biết lúc này đây ông ấy đã bị một người theo dõi. Ngay khi ông ấy đang đọc lại bài viết thì gương sau bị bắn vỡ. Ông ấy sợ hãi lập tức lái xe rời đi, nhìn thấy có người đi theo chiếc xe, vội đi đến cục cảnh sát. Sau khi đã nhớ rõ biển số xe đối phương, ông ấy trốn vào một góc khuất, nhìn thấy người đó đang cẩn thận tìm kiếm gì đó trong xe mình. Sau đó ông ấy đến gặp cảnh sát lần trước để báo án. Đối phương rất bình tĩnh, tìm nhân viên điều tra đến để kiểm tra, nhưng cuối cùng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Dù sao thì cũng không có ai bị thương hết, cảnh sát vội đuổi ông ấy đi, còn nói với ông ấy lần sau đừng có mà báo cảnh sát linh tinh. Người đàn ông cố gắng giải thích rằng có người muốn giết mình, nhưng đối phương không tin, cho nên anh ấy chỉ đành quay về trường học. Sau khi nhìn thấy học sinh Tony mà mình nghi ngờ, ông ấy vội đi đến xin địa chỉ nhà của cậu bé. Nhưng khi đến nơi thì không ai ở nhà hết, chỉ có nhân viên đang thi công, mà âm thanh tạo ra giống hệt như trong bài viết đó đề cập, khiến cho ông ấy càng chắc chắn bản thân lần này không sai. Lần này ông ấy nhìn thấy dường như trên cửa sổ tầng 2 có người ở đó, vốn muốn xem nó là gì nhưng cửa lớn đã đóng lại. Sau khi quay về trường học, sau khi Amanda biết được những chuyện ông ấy phải trải qua thì rất kinh ngạc. Vì quá yêu thầy giáo, Amanda quyết định lần này tự mình giúp đỡ ông ấy. Cô bé tìm đến nhà của Tony, tự mình đến tìm tên sát nhân giết người trong nhà kho. Mà thầy giáo sau khi tan ca thì nhận được điện thoại của người quá phụ hôm đó. Cô ấy bảo muốn nói cho ông ấy vài chuyện, mà lập tức muốn gặp mặt thầy giáo. Mà Amanda đi đến trước nhà Tony, chưa kịp gõ cửa thì đã bị phụ huynh phát hiện ra. Cô bé giải thích rằng bản thân đến tìm Tony làm bài tập cùng nhau. Người nhà nói cậu bé bị ốm rồi sau đó đóng sầm cửa vào. Xem ra cách này không được, Amanda âm thầm trèo tường vào trong. Cô ấy tìm thấy nhà xe và một chiếc xe không khóa. Kết quả cô ấy nhìn thấy một khẩu súng, nhưng lần này Amanda đã bị phát hiện. Người phía trước xuất hiện ở đây khiến cho cô ấy rất sốc. Thầy giáo nhận được một bài viết kỳ lạ, nói rằng tội phạm giết người liên hoàn chuẩn bị giết người vào ngày mai, mà cách thức gây án thì hoàn toàn giống nhau. Học sinh còn tiết lộ ra người cha dượng đã giết chết 10 người phụ nữ, người nhà che giấu cho anh ta trong suốt 5 năm nay. Sau khi thầy giáo đọc xong thì hoảng hốt, lo lắng còn có người bị hại xuất hiện. Ông ấy hy vọng người viết bài nặc danh này có thể đứng ra thừa nhận. Thế là ông ấy hỏi cả lớp bao gồm 26 người, thì không có ai thừa nhận.
Không còn cách nào, ông ấy chỉ đành nộp lại bài viết cho hiệu trưởng, yêu cầu ông ấy điều tra chuyện này. Sau khi hiệu trưởng nhìn qua thì nói rằng đó chỉ là trò đùa của học sinh mà thôi, còn nói cứ cho là thật, anh là thầy giáo lại cứ đi làm việc của cảnh sát thế. Dù còn như vậy nhưng ông ấy vẫn đến tìm cảnh sát báo án. Kết quả cảnh sát không tiến hành điều tra bởi vì không có chứng cứ thuyết phục nào khác. Đúng là gần đây cũng diễn ra những vụ án liên hoàn, đã có nhân viên điều tra đang thi hành, không cần ông ấy phải nhúng tay vào. Người đàn ông vì thế mà bị từ chối. Nhưng là một thầy giáo có đạo đức, ông ấy nghĩ rằng học sinh đó viết bài văn cho mình, đó chính là cầu cứu ông ấy. Dù sao thì chuyện giúp đỡ người nhà che giấu tội lỗi đối với học sinh mà nói là rất khó khăn. Thế là ông ấy tiếp tục điều tra, phát hiện ra một người tình nghi tiếp theo tự sát. Cách thức gây án cũng rất giống với những vụ án gần đây. Vì tìm kiếm manh mối, ông ấy lại tìm đến người góa phụ hôm đó, muốn hỏi cô ấy rõ lại chuyện này. Luga vốn không muốn trả lời, nhưng ngày khác cô ấy lại chủ động đưa ra lời đề nghị trao đổi. Chỉ cần thỏa mãn cô ấy thì Luga sẽ nói ra tất cả, đó chính là giúp cô ấy tìm một căn nhà khác. Hóa ra chồng của cô ấy đã tự sát 5 năm trước rồi, nhưng hàng xóm láng giềng thì vẫn không quên. Cô ấy và con trai thường xuyên bị quấy rối, vì thế thầy giáo đưa hai mẹ con họ đến một khu ngoại ô. Nhưng thầy giáo không hề biết, bản thân đã bị nhân viên điều tra để mắt đến. Từ lúc một người phụ nữ nửa đêm bị giết hại, nhân viên điều tra đã nhanh hơn anh ấy một bước, đến tìm Luga nói chuyện, thậm chí còn bí mật để camera gần nhà cô ấy. Bọn họ từ camera nhìn thấy chiếc xe của thầy giáo, rồi còn nhớ ra từ camera của hiện trường gây án cũng tìm thấy một chiếc xe tương tự như vậy. Bọn họ muốn hỏi rõ về chiếc xe, nhưng tiếc rằng bảo vệ lại là một tên nghiện rượu, ngơ ngác không hiểu bọn họ đang nói gì, đến chiếc xe trông như thế nào cũng không biết. Cuộc điều tra đi vào bế tắc, rất nhanh bọn họ có được manh mối từ phía thầy giáo. Sau khi nói chuyện cùng với Luga, cô ấy nói trước khi chồng mình tự sát đã điều trị tâm thần, nhưng không bao lâu thì nhận tội rồi tự sát. Luga cho rằng chồng mình không may mắn, thêm việc con trai vừa mới ra đời thì mắc bệnh phổi. Cô ấy nghi ngờ chồng mình vì kiếm tiền để trị bệnh cho con trai mà bán đứng bản thân. Thế là thầy giáo lần nữa mạo danh là nhà báo đi đến bệnh viện mà chồng cô ấy từng điều trị. Y tá nói rằng mình không được phép tiết lộ về tin tức của bệnh nhân, đưa anh ấy đến gặp bác sĩ phụ trách. Lúc ông ấy nói muốn điều tra lại vụ án của chồng Luga năm đó, bác sĩ lập tức từ chối, nhìn ông ta có vẻ rất căng thẳng, kêu ông ấy mau rời đi. Ngoài mặt thì thầy giáo có vẻ hết cách đi về, nhưng ông ấy đang theo dõi nhất cử nhất động của bác sĩ trong bóng tối. Bác sĩ lập tức gọi điện cho nhân viên điều tra để báo cáo. Hai người đều cảm thấy thầy giáo rất đáng nghi, người bình thường sẽ không quan tâm đến những vụ án như vậy, quyết định đến tìm bác sĩ để bàn bạc. Nhưng hai người vừa đến nhà bác sĩ, phát hiện đối phương đã chết, hiện trường còn để lại một cái búa, đây là dụng cụ chuyên dụng để giết người. Bọn họ lập tức đi đến trường học rồi đưa thầy giáo đi ngay trước mặt học sinh. Lúc này đây rất nhiều người đều cho rằng ông ấy là kẻ giết người liên hoàn, nhưng chỉ có duy nhất học sinh yêu thầm ông ấy là Amanda không tin. Sau đó một điều tra thẩm vấn học sinh của ông ấy và cả hiệu trưởng, nhưng những gì mọi người cung cấp đều vô giá trị, cảm giác nó không liên quan gì đến vụ án. Chỉ biết rằng vợ của ông ấy 6 năm trước đã tự sát vì mắc bệnh trầm cảm, và bác sĩ tâm lý của giáo viên cũng đứng ra làm chứng, ông ấy có một số vấn đề về tâm lý. Nhân viên điều tra cẩn thận xem lại bài viết đáng nghi ngày đó, cách dùng từ rất rõ ràng và cẩn thận, nó hoàn toàn không giống với những gì mà học sinh viết. Sau đó còn nghi ngờ thầy giáo gây ra án mạng sau đó làm giả chứng cứ, nếu không thì mọi chuyện lúc này đây không thể nào xảy ra một cách trùng hợp như vậy. Vì thế nhân viên điều tra tiến hành thẩm vấn thầy giáo một cách nghiêm khắc. Mà một bên khác, Luga một mình trong phòng, buổi tối đột nhiên phát hiện ra có gì đó rất lạ. Một giây sau cô ấy bị một chiếc búa đập trúng vào người. Đợi cô ấy đau đớn tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói trong một nhà kho, mà người bắt cóc cô ấy chính là cái tên giết người liên hoàn. Không ai ngờ rằng chính hắn ta mới là hung thủ thật sự. Người đàn ông này cả năm mới được lương có 10.000 đô. Ông ấy muốn tìm ra hung thủ thật sự, nhưng kết quả mới có 3 ngày ông ấy đã bị coi là hung thủ giết người rồi bị bắt giữ. Ông ấy cố gắng giải thích bản thân mình bị oan và nói ra tất cả những điều mình biết cho bọn họ. Nhưng nhân viên điều tra cho rằng anh ấy vẫn đang giấu giếm gì đó, vì thế điều tra những người xung quanh ông ấy, nhưng có vẻ như không có kết quả gì. Không còn cách nào, bọn họ đành phải thả ông ấy đi, còn nhắc nhở ông ấy rằng bên bộ phận điều tra sẽ theo dõi ông ấy. Khi ông ấy vừa được thả ra thì lập tức đi đến tìm Luga, nhưng tìm khắp cả căn phòng chỉ nhìn thấy điện thoại cô ấy để lại, thậm chí đi đến cả nhà mẹ chồng cô ấy, nhưng không có ai biết được cô ấy đi đâu. Ông ấy có một dự cảm không lành, quyết định mạo hiểm đi đến tìm Anthony, người đã viết bài thú nhận cha dượng mình giết người. Ngay lúc ông ấy muốn gặp cậu bé thì cha của Anthony đuổi ông ấy rời khỏi đây. Lúc này có tiếng đồng hồ báo thức, người đàn ông đột nhiên nhớ tới bài viết, nhưng đối phương có vẻ tức giận, nói rằng nơi này không chào đón ông ấy. Ông ấy chỉ đành tạm thời rời đi, sau đó gọi điện cho bộ phận điều tra. Ông lão sau khi nghe anh ấy miêu tả lại thì rất bình tĩnh, mà anh chàng này tìm thấy một hung khí gây án là cái búa trong căn phòng. Ông ấy hỏi người đàn ông giải thích thế nào về chuyện này. Người đàn ông hoảng hốt, đồng thời thấy nhân viên điều tra lấy ra còng tay. Anh ấy bị dọa sợ nên bỏ chạy. Khi bỏ chạy thì khiến cho đối phương cho rằng anh ấy là hung thủ thật sự. Nhưng hai người không đuổi kịp anh ấy, thầy giáo vứt sim điện thoại đi, sau đó gọi xe. Ông lão chỉ đành kêu gọi thêm người đến vây bắt. Lần này ông ấy tìm đến Amanda, là học sinh duy nhất ông ấy có thể tin tưởng, kêu con bé giúp ông ấy liên hệ với Anthony, là người viết bài đó.
Nhìn thấy Attorney, ông ấy vội nói cha dượng của cậu đang bắt giữ Luga. Học sinh không hiểu chuyện gì, người đàn ông kêu cậu ấy đừng trả vờ nữa. Tôi biết bài văn đó là do cậu viết. Attorney thừa nhận rằng bản thân mình viết thì đã làm sao. Lúc này thầy giáo cũng bị đập cho một búa rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại, ông ấy phát hiện mình đang trong nhà kho. Không chỉ nhìn thấy Luga ở đây, ông ấy còn nhìn thấy hung thủ thật sự. Hóa ra chính là hiệu trưởng, không thể ngờ được lại là ông ta. Ông ta không phải là người cha dượng mà học sinh viết, mà chính là ông nội. Người đàn ông hỏi nguyên nhân ông ấy giết người. Hiệu trưởng nói rằng phải bắt nguồn từ vợ của ông ta. Sau khi cô ấy bị giết, tôi đã không có cách nào báo thù cho cô ấy. Sau đó ông ấy rất đau đớn, rồi một ngày có một tên ăn mày ăn cướp của ông ấy. Tôi lúc đó không thể khống chế được cơn tức giận mà giết chết ông ta. Không ngờ lại có cảm giác yên bình mà từ trước đến nay không có được. Sau đó tôi đã nghiện việc giết người. Ông ta còn lấy ra một số đồ trang sức mà lấy được từ các nạn nhân. Ông ta đúng là đồ điên. Thầy giáo không ngờ rằng mình đã giao chứng cho ác, vì ông ấy đem bài văn cho hiệu trưởng xem khiến cho ông ta để ý. Vì để che mắt, hiệu trưởng đã theo dõi thầy giáo rất lâu rồi. Quyết định gây án xong thì đổ hết tội lỗi lên người ông ta. Nói xong thì dán miệng người đàn ông lại, đi ra ngoài nói với đứa cháu phải giữ bí mật, ông ấy sẽ giết chết hai người họ. Nếu như cậu dám nói ra thì đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng Attorney đi vào trong nhà kho tháo bịt miệng cho thầy giáo. Thầy giáo cầu xin cậu bé mau ngăn cản tất cả điều này, coi như là chút lương tâm cuối cùng. Lúc này Attorney có chút lung lay, giơ tay ra chuẩn bị cắt đứt dây thừng cho thầy giáo. Nhưng ngay lúc này đây Attorney bị cha phát hiện, sau đó đuổi cậu nhóc ra ngoài. Nhưng dao nhỏ đã bị thầy giáo giấu đi rồi. Mà phía bên thầy hiệu trưởng có bên điều tra đến tìm. Do không nhiều kinh nghiệm, anh ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị hiệu trưởng ngăn lại, sau đó còn kéo ông ấy vào trong nhà kho. Ngay lúc này đây ông ấy phát hiện ra thầy giáo đã bỏ chạy. Luga thông minh giả vờ ngất đi, thầy hiệu trưởng vội vàng chạy ra tìm kiếm. Ngay lúc này Attorney cũng đuổi theo, khuyên cha mình đừng bao che cho ông nữa. Người vợ cũng khuyên anh ấy, nhìn thấy súng trên tay anh ấy có chút lung lay. Thật ra thầy giáo vẫn chưa bỏ chạy, đang lúc cởi trói cho Luga, bị thầy giáo đánh cho ngã lăn xuống đất, đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta muốn đẩy thầy giáo xuống chiếc ao, nhằm giết người diệt khẩu. Sau khi sắp làm xong bước cuối cùng rồi, bị Luga đập cho một phát vào đầu. Nhìn thấy hắn ta vẫn chưa chết thì đập thêm một phát. Hóa ra vừa nãy cô ấy tìm đến người điều tra, kêu anh ấy tỉnh lại, sau đó nhanh chóng đưa thìa khóa, vì thế mới cứu được thầy giáo. Không bao lâu cảnh sát đi đến hiện trường. Thầy giáo lúc này thoát khỏi hiểm nghi. Nhân viên điều tra nói hiệu trưởng đã chết, con trai của ông ấy che giấu tội phạm và công cụ gây án nên phải ngồi tù. Mà thầy giáo và Luga ở bên nhau hạnh phúc, ngay cả đến mẹ chồng trước của Luga cũng chấp nhận anh ta.